Bác sĩ Nancy Phan, chuyên khoa niềng răng thẩm mỹ, nhiều năm kinh nghiệm, từng làm việc tại San Barnabas Hospital, Cornell University New York và University of California San Francisco, có loại niềng răng trong suốt và niềng răng không dùng red, chắc chắn đem lại nụ cười tươi sáng nhất. Văn phòng hiện đại với hệ thống Digital X-ray, địa chỉ 88 Tully Road, Suite 113 San Jose, California, điện thoại 408-971-2885, tham khảo tại website careorthodontist.com.